Nâng cấp nội thất limousine cho Volkswagen V-Loren với gói nội thất cơ bản chỉ tầm 100 củ với cặp ghế chủ tịch sẽ như thế nào? Nâng cấp cặp ghế Crystal 4.0 phiên bản Pro của Hồng Y với sự sang trọng và thông minh như một cô trợ lý biết nghe lời. Hồng Y ơi! Em đây. Ghế đi lên. Ghế đi lên. Ghế đi xuống. Ghế đi xuống. Nâng chân lên. Nâng chân lên. Hạ chân xuống. Hạ chân xuống. Bật không trọng lực. Bật không trọng lực. Có thể nói, đây là tư thế được rất nhiều chủ tịch yêu thích bởi sự thư thái, thoải mái trong những hành trình dài. Và anh em lưu ý, chỉ có ghế limousine Hồng Y chính hãng mới có khả năng điều khiển bằng giọng nói. Chính vì vậy, anh em cần lựa chọn địa điểm để nâng cấp limousine Hồng Y tại đại lý chính hãng. Ghế Crystal 4.0 phiên bản Pro với thiết kế sang trọng bề thế ôm trọn lấy phần lưng, kết hợp với phần gối tựa đầu công thái học, ôm trọn phần cổ vai gáy, tạo cảm giác dễ chịu thoải mái có thể điều chỉnh lên xuống. Ngoài ra, 4.0 Pro còn vô vàn tính năng như chỉnh điện tám hướng, quạt mát, sưởi ấm, massage, kết hợp với sạc không dây và học để ly ẩn. Không chỉ sang trọng, thông minh mà còn an toàn với phần mâm ghế được lắp đặt vào lỗ chờ zin của xe, đạt tiêu chuẩn chất lượng an toàn 3C. Và không thể thiếu đó chính là ốp cửa lùa kết hợp một sàn mây bồ vân đá, cứng cáp, bóng bẩy hút mắt. Và đặc biệt điểm nhấn nó chính là phần logo được thiết kế riêng cá nhân hóa, giúp tô lên vẻ sang trọng trong nội thất xe.